Ok, hello anh em, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của Sáng CCL. Thì trong cái video này mình sẽ cho các bạn xem một cái đoạn video này nha. Các bạn sẽ xem và chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái cách làm video này nó có cái gì mà mình phải chia sẻ cho các bạn nhé. Công kêu ban mai nói ra mét đi. Ui, kìa, em ban chào kìa. Bạn ấy bảo là em nói ra mét đi. Dạ mét tê, dạ mét tê, dạ mét tê. Ui, đó thì các bạn đang thấy một cái video như thế này mới đăng vào ngày 7 tháng 7, tức là cách đây hơn có 24 tiếng đồng hồ thôi mà đã có hơn 59.000 người xem, và cái kênh này có 578 người đăng ký. Các bạn cũng thấy được là ở đây có ra hai cái video, một cái là kênh của Công 2202 và một kênh là của VTuber Ban Mai. Các bạn biết thì những cái video mà YouTube thường thì chúng ta sẽ bị đánh bản quyền rất là nhiều đúng không? Nhưng mà những cái video mà thể loại reaction á thì nó lại nó sao ta? Nó gần như là không bị ai đánh bản quyền hết, bởi vì nó cũng là một cái phần thể hiện được cái sự nổi tiếng của một cái kênh nào đó của những cái KOL hay là influencer. Thì những cái người đó người ta cũng muốn là cái số tần suất mà họ xuất hiện ở trên những cái mạng truyền thông xã hội nó càng nhiều hơn thì sẽ có lợi thế hơn trong cái việc cạnh tranh. Thì như các bạn thấy những cái video như thế này nó được chúng ta, nó sao ta, được chúng ta react lại, cắt một số những cái đoạn ở trong cái video đó ra, sau đó chúng ta edit lại một chút xíu. Thì rất là nhiều fan hay là những cái người mà thậm chí là cũng không phải là fan luôn, nhưng người ta anh thật ra anh không biết nói Onichan, nhưng mà anh biết nói cái này hay cực kỳ. Đó thì các bạn thấy thì những cái video như thế này cái lượt xem nó rất là khủng các bạn. Lượt xem mình nói thật là lượt xem rất là khủng quá, từ mấy chục ngàn tới mấy trăm ngàn. Và đây là một cái kênh nó có tên là Chúng Tôi Sim VTuber thuộc Miss Yen. Các bạn thấy thì những cái video này nó là video của những cái VTuber khác nhau ở trên mạng internet, có thể là trên Twitch, có thể là trên những cái nền tảng khác nữa, ví dụ là Nimo hay là gì đó, thì mình cũng không rành lắm, mình ít có xem về VTuber. Nhưng mà mình thấy là cái thể loại này á, nó sao ta, nó rất là nhiều người thích luôn á, nó mang tính giải trí khá là cao. Nó mang tính giải trí rất là cao và mọi người đều có thể react lại. Nghĩ sao là các bạn có một cái năng khiếu edit video, các bạn biết cắt những cái đoạn nào đó mà nó hài hước của những cái đoạn livestream của những KOL, những influencer và chúng ta đăng trên kênh của các bạn. Thì mình đã check qua thì nó hoàn toàn không có bị dính bản quyền đâu nha, hầu như là cũng không có ai đánh bản quyền với cái video này cả. Chúng ta sẽ cùng check qua chút xíu coi cái kênh này nó có thể kiếm được tiền hay không. Mình sẽ vào Social Play ha. Social Play à. Mình check xem là cái kênh này có kiếm được tiền hay không. Chúng ta sẽ cùng dán cái tên kênh này. Wow, kênh này có tỷ lệ kiếm tiền là từ 1,6 ngàn đô cho tới 25 ngàn đô một tháng. Wow, wow, số này quá là khủng nha. Rồi, tăng trưởng rất là mạnh mẽ các bạn ơi, thật là khủng khiếp. Video view thì lên tới 5 triệu lượt xem một tháng luôn. Còn sub thì có tháng tăng tới hơn 12.500 sub. Ôi men, men ơi. Thì đây là một trong những cái thể loại mà video mình muốn giới thiệu cho các bạn trong cái video này của mình. Thì đây không phải là một video chia sẻ kinh nghiệm gì đâu, về bản thân mình cũng chưa làm thể loại này bao giờ. Các bạn có thể tự tạo ra một cái kênh, và nếu như các bạn có những cái người hay là những cái KOL mà các bạn thích đó, các bạn có thể tìm những cái video của họ, sau đó edit lại một chút xíu, chèn một vài cái meme, cái meme các bạn, tìm một vài cái meme hay là cái meme. Thì ở đây mình thấy đây là những cái kênh hoàn toàn khác nhau các bạn nha. Đây là kênh Nobody Now thì chỉ mới có 580 người đăng ký thôi. Rồi mình sẽ xem tất cả video thì anh này đăng được bao nhiêu video đây. Mới có đăng từ hơn một tháng trước thôi các bạn ơi, đăng từ hơn một tháng trước thôi.
trong một tháng thôi mà có 580 người đăng ký rồi, tuổi thân của mình làm được cả năm được có 783 người đăng ký à. Thì mình để ý một điều á, là những cái video mà nó mang tính giải trí thì nó sẽ có lượt sub hay lượt đăng ký rất là nhanh, bởi vì trên cơ bản thì nền tảng YouTube hay là bất kỳ một cái nền tảng mạng xã hội nào khác chỉ là mang yếu tố giải trí là chính, còn yếu tố mà giáo dục thì nó thấp lắm, ít có người theo dõi. Cho nên là nếu như các bạn là những cái người đam mê làm YouTube nhưng mà các bạn không có ý tưởng nào để có thể tự phát triển một kênh riêng, thì các bạn có thể dựa vào cái ý tưởng này để chúng ta làm những cái video xem sao. Các bạn có thể cho một số những cái cắt những cái đoạn mà các bạn cảm thấy hấp dẫn nhất, sau đó chèn chữ ở phía dưới, cái này là sub, các bạn sẽ chèn sub ở phía dưới. Mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta chèn sub vào video sau, nếu như các bạn không biết, còn mà không biết rồi thì thôi, chèn sub thì nó dễ, là chèn chữ vào video thôi chứ có gì đâu. Rồi, mình sẽ kết thúc video này tại đây, và nếu các bạn cảm thấy là những cái chia sẻ này của mình có giá trị thì các bạn click cho mình một cú sub, một lượt like và một lượt share video nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn thành công trong cái con đường kiếm tiền của YouTube nha. Cảm ơn các bạn đã xem, bye bye, chúc các bạn thành công. Bye.